the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the đọc cái gì mà cho não mình không ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
3 lĩnh vực. Những nhà học tại của trường cung cấp nguồn nhân lực đạt đẳng cấp quốc tế, phân tích lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, trường còn chú trọng đầu tư các nhà học xã hội nhân văn. Hơn 20 năm nỗ lực và cống hiến, Đại học Newton đã xây dựng một hệ thống giảng viên tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Từ con số chỉ vài chục người, đến nay trường đã xây dựng đội ngũ gần 1.000 cán bộ giảng viên cơ hữu. Trong đó 42% là giáo sư có giáo sư, 15% tiến sĩ, 72% thạc sĩ và phần lớn số giảng viên còn lại có trường học khoa học. Các tiến sĩ thạc sĩ của Newton tốt nghiệp từ các trường trong và ngoài nước, đặc biệt một số tốt nghiệp từ các đại học danh tiếng trên thế giới như Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Canada, Hàn Quốc, Vương quốc Bỉ. Hệ thống đào tạo và bằng cấp của Đại học Newton khá đa dạng, mang lại nhiều chọn lựa cho sinh viên khoa học. Đại học Newton đào tạo các trình độ tiến sĩ 2 ngành, thạc sĩ 4 ngành, đại học 21 ngành với 41 chuyên ngành, cao đẳng 11 ngành với 16 chuyên ngành, cao đẳng nghề 3 ngành. Ngoài ra còn có đào tạo hệ lương thông từ trung cấp cao đẳng lên đại học 11 ngành, văn bằng 2 với 4 ngành, đào tạo trực tuyến 5 ngành, cơ sở hệ lương thông và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Chương trình đưa vào các trường đại học tại chỗ, song hành cùng với sự phát triển của thời đại, công nghệ thông tin và du lịch, xây dựng các ngành bán lẻ, thu hút được các công ty sản phẩm của thị trường, cũng như tạo ra sự chuyển đổi của các sinh viên khoa học. Trong nhiều thí sinh 2015, đang quan tâm các sự phát triển ngành mới. Chuyên ngành bác sĩ đa khoa năm nay đã tuyển được 80 sinh viên, trong đó thì số ca mắc của thí sinh đăng ký ngành học này tại Đại học Duy Tân là 27 tổng cộng 15. Được sự quan tâm của Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, các lãnh đạo nhà nước, ban giám hiệu Đại học Duy Tân cùng với nỗ lực của tập thể cán bộ nhà trường, hy vọng kết quả xây dựng bệnh viện của Đại học Duy Tân trong năm tới sẽ sớm thành hiện thực, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho công tác đào tạo cũng như mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Cho đến nay, Đại học Duy Tân đã có hơn 72.000 sinh viên đã tuyển và hơn 38.000 sinh viên đã tốt nghiệp. Tổng số sinh viên hiện tại sắp xỉ 20.000 và gần 3.000 sinh viên các chương trình tiên tiến quốc tế đi học tại chỗ và hơn 1.800 nghiên cứu sinh và học viên khoa học. Niềm vui lớn đánh dấu sự ghi nhận của xã hội đối với chất lượng đào tạo của nhà trường và cũng là động lực cho thầy trò Duy Tân tiếp tục phấn đấu khi 89% sinh viên có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp. 100% sinh viên công nghệ thông tin ra trường có việc làm. Song song với việc phát huy nội lực, Duy Tân đã mở rộng hợp tác quốc tế để nâng chất lượng đào tạo. Hiện tại, Duy Tân đã đặt quan hệ hợp tác với trên 50 trường đại học nổi tiếng khắp thế giới. Nhiều trường đại học đã ký kết và chuyển giao chương trình tiên tiến cho Duy Tân. Đại học Carolina Lynn, một trong các đại học nổi nhất về công nghệ thông tin tại Mỹ. Đại học Penn State, một trong những trường đào tạo quản trị kinh doanh có uy tín ở Mỹ. Đại học Bang California, một trong những trường công lập hàng đầu và tây nhất Mỹ về xây dựng và kiến trúc. Bắt đầu từ mùa tuyển sinh 2015, Đại học Newton tuyển sinh chương trình du học tại chỗ, học tại Đại học Newton lấy bằng của Đại học Cooper Iowa Mỹ. Hơn 20 năm xây dựng và phát triển.